Xin chào anh em đã quay trở lại với Hacom Quick Review. Nếu mà anh em thích một cái mini PC thì rằng là anh em sẽ phải mua nào mainboard ITX này, mua tản nhiệt ITX này, mua gọi là nguồn ITX này, mua vỏ cây ITX này. Nhưng mà Asus đã ra một dòng sản phẩm để cho anh em đỡ phải lo lắng, đỡ phải suy nghĩ nhiều hơn. Đó chính là Asus Mini PC PN Series. Và mình có ở đây đó chính là PN60B. Chúng ta hãy cùng mở hộp nó ra và xem nó có gì nhé. Dạ vâng, sau khi mở hộp thì chúng ta sẽ có đó chính là chiếc PC mini của chúng ta. Công nhận là cái hộp PC này rất là nhỏ. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có một cục nguồn và dây nguồn của nó là nguồn 65W cho cái bộ PC này. Tại vì chiếc PC này sử dụng nguồn ngoài. Thì tiếp theo nữa sẽ là một cái cục VESA mount để anh em có thể gắn cái bộ PC này lên trên màn hình của anh em. Và bên cạnh nữa thì chúng ta sẽ còn có rất là nhiều cái giấy tờ đến từ Asus. Và cuối cùng đó chính là những chiếc ốc để cho chúng ta có thể gắn được cái bộ PC này lên cái này và gắn vào màn hình. Nào, bây giờ chúng ta hãy tập trung hơn vào cái bộ PC nhá. Dạ vâng, với mức giá khoảng tầm 6,5 triệu, chúng ta sẽ nhận được một bộ PC với CPU i3-8130U. Đây là một CPU dành cho laptop nhưng mà Asus đã bỏ nó ra và gắn vào trong cái bộ PC này. Đây là một PC có thể gọi như là đồng bộ đi chẳng hạn, nhưng mà đồng bộ nhưng rất là mini. Đó, CPU này thì có 2x4 luồng chạy ở một mức dung cũng tương đối là khiêm tốn cho mà thôi. Và anh em hỏi là thế bộ PC này RAM bao nhiêu, ổ cứng bao nhiêu? Câu trả lời là không có. Dạ vâng, không có. Đơn giản là tại vì anh em để gọi là build, tự build cái PC này, anh em sẽ phải tự chọn RAM cho riêng mình, tự chọn ổ cứng cho riêng mình, chứ Asus không hề cung cấp những lựa chọn đó. Rồi, và cái bộ PC này thì có kích cỡ tương đối là nhỏ. Với anh em có thể thấy đây là một hình vuông với một cạnh là 11,5cm. Với chiều dày, cái độ dày của nó chỉ là 4,9cm mà thôi. Khá là nhỏ và nhưng mà nó không đút vừa tới gần của mình, hơi tiếc là như vậy. Rồi, và cái PC này thì nếu mà tính ra như thế thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 0,6 lít, khoảng tầm đấy. Rất là phù hợp để cho anh em nào để nhỏ nhỏ ở trên góc bàn làm việc của mình thôi. Chứ cũng không phải là một gọi là một bộ PC cực kỳ là khỏe mạnh, có thể chiến mọi tựa game hay gì cả. Và bây giờ thì nếu mà anh em mua chiếc PC này thì có một điểm rất là mạnh của nó đối với những mini PC khác, đó chính là nó có rất là nhiều những cổng kết nối. Ở phía trước chúng ta sẽ có một cổng audio combo này. Chúng ta tiếp theo sẽ có là một cổng USB Type-C 3.1 Gen 1 hỗ trợ sạc nhanh. Bên cạnh đó sẽ là một cổng USB Type-A. Đây là cũng là một cổng 3.1 Gen 1. Và một cảnh cuối cùng là cũng là Type-A nhưng mà chỉ là 2.0 mà thôi. Về phía đằng sau chúng ta sẽ có là một HDMI 2.0 này. Một cổng lại Type-C nữa 3.1 Gen 1 nhưng mà cái này còn hỗ trợ xuất hình DisplayPort cơ. Và cạnh đó nữa sẽ là một cổng mạng này. Bên cạnh sẽ là hai cổng USB Type-A 3.1 Gen 1. Và bên cạnh cuối cùng đó chính là một cổng jack DC in, tức là đây là jack cắm nguồn. Ở dưới đây sẽ có một cái cổng này. Cái cổng này thì tùy vào model, tùy vào mẫu mà anh em có thể lựa chọn. Và phiên bản của mình đây đó chính là phiên bản VGA. Anh có thể chọn là DisplayPort này hoặc là HDMI thứ hai, tùy anh em mà thôi. Đó. Và vậy thì với một cái bộ PC như này thì những option nâng cấp là như nào? Thì ở bên dưới đây anh em sẽ mở bằng cách là mở bốn cái ốc này và giật nó ra. Đấy, anh em có thể thấy có chữ push ở đây để giật nó ra. Và khi mà mở ra anh em sẽ để ý sẽ có là hai khe RAM sâu DIMM DDR4 để anh em có thể lắp RAM DDR4 2400 bớt 2400 vào. Ngoài ra sẽ còn có cả một khe M.2 để anh em gắn SSD M.2, có thể là NVMe hoặc SATA đều được. Và cái khe SSD này thì là phù hợp cho cả các SSD full size nữa, tức là 2280 đấy. Ngoài ra thì sẽ còn có một chỗ nữa cho anh em gắn SSD hoặc là HDD 2.5 inch, cái loại mà cho laptop ấy, và sẽ gắn trực tiếp trên cái nắp lưng này. Rồi, nếu mà anh em là một người mà thực sự mong muốn có một bộ PC mà đem đi đem lại được này, dùng cho văn phòng mà thôi, thì cái sản phẩm này rất là phù hợp với anh em. Còn nếu mà anh em muốn gọi là mua PC này để gọi là làm một bộ PC chơi game hay gì cả thì thực sự rất là khó. Tại vì chiếc PC này còn không có cái khe mở PCIe để anh em có thể sử dụng cắm cạc màn hình ngoài cơ. Cũng không có Thunderbolt 4 hay 3 gì cả. Cho nên là không phù hợp cho những trường hợp đó. Nếu mà anh em có thể hứng thú với cái sản phẩm này thì mình sẽ để link ở dưới mô tả. Còn nếu anh em có thể video này hay và hữu ích thì hãy bấm like và subscribe. Và cuối cùng xin cảm ơn các anh em đã xem video này. Và hẹn gặp các anh em tại một video sau.